nhớ đó. Có ngày tao sẽ bắt mày phải trả giá. Alo. Tám hả? Bà làm cái gì mà mấy ngày nay kiếm không được? Gọi hoài, gọi cháy máy luôn. Tám cái máy đều cháy hết. Còn một cái cuối cùng Tám mới bắt máy. Trốn đâu mà trốn? Bắt người quá à, giang hồ và không thông minh gì chân vậy. Nếu mà trốn tôi khóa máy điện thoại rồi. Đâu có alo làm cái gì? Nợ phải trả. Lúc vui chơi cười tét mắt, giờ nợ không trả, gọi hoài máy ò ê e. Khôn quá, tiền của tôi đâu phải là tiền in được đâu. Tôi còn phải dây của thằng Ngọc ở quận 4 nữa. Bà không trả thì tôi lấy đâu tôi trả nó? Mà tôi không trả nó chém chết tôi à. Tôi đang đi kiếm tiền. Khổ quá, tôi nói có tiền là có tiền mà. Tôi không có trốn gì hết á, đừng có hăm dọa tôi. Đâu phải là tôi muốn thiếu nợ mấy người đâu. Thua bạc thôi mà. Từ từ đi, tôi sẽ trả. Tôi chắc chắn tôi trả tiền mà. Tôi ra đi kiếm tiền nè. Không có nói nhiều nữa, tôi cho bà nửa tiếng à, trời. Mà lại mà bà không bắt máy thì lại tăng gấp ba. Nếu mà bà không có tiền á, bà phải tự hiểu cái số phận của bà nghe. Tôi cho người xử bà đó. Ê, ê. Cậu Minh. Quay. Cậu Minh. Chuyện gì? Tôi tìm cậu chứ tôi đâu có quen biết ai trong bệnh viện này đâu. Cậu Minh ơi, cậu giúp đỡ tôi nha. Một lần này nữa thôi, tôi hứa với cậu lần này là lần cuối đó. Bắt đắc dĩ tôi mới tìm cậu giúp tôi nha. Bà. Bà hứa với tôi bao nhiêu lần rồi hả? Bà môi tôi bao nhiêu tiền nó chưa đủ hả bà Tám? Cái gì nói môi tiền cái ghê vậy? Tôi biết là tôi biết tôi làm phiền cậu nhiều lần rồi, nhưng mà thua quá à cậu, tôi gỡ không có được. Tôi hứa với cậu nha, lần này là lần cuối tôi nhờ cậu giúp tôi. Xong rồi hả, tôi không bao giờ làm phiền cậu nữa. Và tôi sẽ không bao giờ nói với tất cả mọi người là cậu có vợ và vợ của cậu sắp sanh. Muốn chết hả? Tôi biết rồi. Có điện thoại đòi nợ. Alo. Gần tới giờ rồi, trả nợ đi, đừng có để tôi đợi lâu nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Hồi nãy cậu nói cho tôi 2 tiếng mới hết hạn mà. Từ đây tới tối mà tôi chưa trả tiền cho mấy người á, thì mấy người mới gọi điện hối tôi. Không có hẹn nữa, bây giờ trả. Hay là không trả, hay là mất một cánh tay. Tám yêu thương chọn cái nào? Trời, chọn trả nợ, chứ cho mất cánh tay sao xòe bài. Bây giờ từ đây tới tối mà bà không trả, bà sẽ hiểu cuộc đời của bà như thế nào rồi nghe Tám. Trời, thôi được rồi, từ đây tới tối tôi sẽ đem tiền cho cậu nha. Đừng làm phiền tôi nữa, có tiền chắc chắn mà. Ok, mong Tám giữ đúng lời hứa. Rồi, nghe rồi. Cậu Minh ơi, cậu giúp đỡ tôi nha, chứ không thôi mất tay đó cậu. Thôi được rồi, tối nay bà thấy con đường đối diện không? Thấy, chi vậy? Ở đó có con hẻm, bà đứng đó đi, tôi sẽ cho người đem tiền qua cho bà. Trời ơi cậu Minh, cậu giống như thánh sống của tôi vậy cậu Minh. Cậu nhớ nha, tối nay nha, tôi hứa với cậu lần này là cuối cùng, tôi về với cậu Minh. Tôi về nha, tối nay nhớ nha. Đúng là được dâu đầu tiên. Mày định bòn rút tôi đến hết cuộc đời này sao? Đừng có ép thằng này vào đường cùng. Tất cả những hậu quả coi như bà tự chuốc lấy. Phải, do bà tự chuốc lấy. Bà mới tới hả? Sao bà không ở nhà nghỉ ngơi đi, vô đây để làm gì? Ở nhà rồi nằm riết cũng quể quải lắm con. Thực ra bà vô đây cho nó thư giãn đó mà, cho khỏe. À, mấy ngày mà ba bệnh ở nhà, công việc ở trong này có tốt không? Dạ, mọi thứ đều tốt. Chỉ có một vấn đề nhỏ là do người nhà của họ xót ruột con của mình bệnh. Nhưng mà con cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi, ba cứ yên tâm. Những chuyện đó bệnh viện nào cũng gặp hết con. Dạ.
Dạ giám đốc. Dạ giám đốc cho gọi con. Con xin phép ba con ra ngoài. Ngồi đi. Dạ. Tôi nghe nói gần đây cậu thay đổi rất là nhiều, chăm chỉ làm việc, được tiếng tốt từ các bệnh nhân và các đồng nghiệp phản ảnh, tôi rất vui. Dạ, đó chỉ là nhiệm vụ của một bác sĩ nên làm thôi mà bác. Cậu suy nghĩ được như vậy thì rất tốt. Cậu biết phát huy năng lực của mình. Tôi biết cậu là một bác sĩ có tài. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, giám đốc cho gọi con. Rồi, mời hai bác sĩ qua kia ngồi. Dạ. Dạ. Hai cậu uống nước đi. Dạ. Dạ. Cậu Minh à, tôi kêu cậu vô đây á là muốn bàn với cậu một chuyện. Tôi muốn bác sĩ Khiêm sẽ là người mổ chính thay vì bác sĩ Minh như dự tính ban đầu. Thưa giám đốc, chuyện để cho bác sĩ Khiêm làm bác sĩ mổ chính thì cũng không ảnh hưởng gì tới con. Nhưng vấn đề con lo là thời gian qua bác sĩ Khiêm không đứng mổ. Con sợ bác sĩ Khiêm mất tự tin, ảnh hưởng tới công việc, tới bệnh nhân. Với lại đây là ca mổ quan trọng. Hay là mình cứ để bác sĩ Khiêm tạm thời đứng bên ngoài, sau này mình hãy tính tới chuyện đứng chính. Cảm ơn bác sĩ Minh đã quan tâm tới tôi. Thưa giám đốc, con xin giám đốc hãy cho con trực tiếp đứng mổ lần này. Tuy rằng thời gian qua con không đứng mổ, nhưng con vẫn luôn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm của mình, cho nên tay nghề của con không hề mai một. Với lại số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, con cũng muốn chia sẻ một phần nào đó áp lực và công việc với trưởng khoa. Thưa giám đốc, con xin giám đốc hãy tin tưởng ở con. Con sẽ không để cho giám đốc thất vọng. Tôi cho cậu cơ hội, nhưng nếu cậu làm tôi thất vọng lần này thì sẽ không còn cơ hội khác đâu nha. Dạ, cảm ơn giám đốc. Con sẽ làm tất cả mọi thứ để mọi người không thất vọng về con. Chúc mừng bác sĩ Khiêm đã trở lại. Cảm ơn trưởng khoa. Dạ. Em xin phép đi trước. Ok. Dạ. Thiệt tình, hẹn cái kiểu gì đâu mà giờ này chưa thấy giác cái bản mặt tới. Trễ giờ trễ giấc, lại ăn chết được. Sao, bà có phải bà tám không? Phải, đưa tiền phải không? Lần sau đến đúng giờ giùm cái nha. Trễ quá. Lại lên. Cái gì vậy? Báo cảnh sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô ơi, tình tình lên cô. Tụi nó chạy mất tiêu hết rồi. Không sao đâu cô. Tụi nó đi rồi hả? Cô có cần báo công an không? Không, tôi không có sao hết á. Rồi thôi đừng có báo công an. Vậy thôi tụi tôi đi nha cô. Chắc hiểu lầm đánh lộn người thôi hả? Thằng Minh là nó chứ không ai khác. Được lắm, ta không dễ bị bắt nạt đâu. Rồi mày sẽ phải hối hận. Thôi tụi tôi đi nha. Khoan, sao cô? Hai chú đưa tôi ra hẻm được không? Dạ được. Cảm ơn. Tư. Ủa, chị Tám có thuốc tan máu bầm không anh Tư? Ủa sao
Chân của chị bị gì mà đi càng nhắc vậy? Bị bầm tím. Trời đất ơi. Ôi trời đất ơi. Chị bị sao vậy? Sao vậy nè? Trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy? Tôi nói chị lớn tuổi rồi, phải cẩn thận chút. Gì đâu mà ôi trời ơi. Đau. Đau hả? Sao không đau trời? Bầm tím sao không đau? Ông coi chị Tám chị có bị sao không? Đi đứng sao mà chị bị như vậy? Tôi già rồi chứ phải con nít đâu mà đi đứng không cẩn thận tôi bị người ta đánh hả? Cái gì? Chị mà bị đánh hả? Ờ. Trời. Ai đánh chị? Rốt cuộc là ai đánh chị? Cái gì vậy? Mai anh có nhà không? Rồi thằng Minh nữa, nó có qua đây không vậy? Trời ơi, cái bà này thiệt. Ôi trời ơi, xin lỗi. Trời ơi, tự nhiên cái đi qua đây kêu làm cái này rồi hỏi cái khác là sao? Thì hỏi vậy đó. Thế mà rồi, nó đang ngủ trọng á. Còn Mai Anh á, lát nữa đi khám thai bây giờ nè, rồi đi mua đồ gì cho em bé nữa đó mà. Thằng Minh chở đi. Thì đúng rồi. Tốt dữ ha. Nè, uống nước nè. Nói chung là thằng Minh nó được cái tính đó, nó học cao, nó hiểu rộng, mà nó còn là bác sĩ nữa. Bởi vậy nó giỏi ba cái vụ mà chăm sóc bà bầu lắm. Trời ơi, thấy phát ham luôn vậy hả? À, nó quan tâm chăm sóc hả? Ừ. Ở nhà thì khôn khéo. Trời ơi, ở ngoài thì ma lanh lắm. Ủa, ý chị là làm sao? Ý của tôi nói lạ, cũng có nhiều kẻ là ý mình học cao hiểu rộng á, nhưng mà thật sự là còn mưu mô xảo quyệt hơn những kẻ không có học nữa đó. Tôi nói thiệt. Trời, nói gì vậy trời? Ủa, xong chưa vậy anh Tư? Đây là thuốc để chị đau thôi. Nó không bao nhiêu tiền hết. Lần sau chị tới khám mà tôi tính luôn nghe. Ờ, dạ. Cảm ơn hai ông bà nha. Tôi nói thiệt á hả? Ông bà thiệt là tốt vậy đó. Lý ra bây giờ là ông bà phải hưởng phước đó. Vậy mà còn mấy anh nữa, hiền lành, dễ thương, thật thà, lý ra là bây giờ đó cũng phải được hưởng phước đó. Vậy mà thôi nè, thuốc tôi về nha. Cảm ơn nha. Đi cẩn thận. Đi đứng cẩn thận đó, té nữa bây giờ. Ông, bà Tám mới nói vậy là sao không? Tôi nghe tôi không hiểu gì hết à. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Đó, bà con kia, dạ theo bà hỏi đi. Cái ông này ngộ à nghe. Trời đất ơi, làm gì mà gay gắt cho tôi dữ vậy hả? Bà đó, bà bớt giao du với bà Tám đó đi nghe chưa. Ở cái xóm này ai không biết bà là cái thành phần phức tạp. Bớt giao du với bà đi cho nó lạnh. Đúng là đàn bà. Ca bệnh này rất là nguy hiểm. Tại sao lại cho bệnh nhân về? Hôm đó ai phụ trách cái việc này? Dạ thưa giám đốc, chính con là người đã nhận bệnh nhân đó. Và sau khi thông qua chẩn đoán về phim ảnh thì thấy là không có gì nghiêm trọng, cho nên con cho về. Cậu đã xem qua phim X-quang rồi, cậu đánh giá được bệnh nhân như thế nào? Tại sao lại cho về? Dạ thưa, sau khi con coi qua phần phim chụp X-quang, phần chân của cậu ấy con thấy chỉ là bị chấn thương phần mềm thôi, cho nên là con đã kê toa thuốc và hẹn sau một tuần tái khám. Trưởng khoa Minh. Dạ. Bác sĩ Trung không có thông báo cho cậu biết chuyện này à? Thường những ca nhẹ hoặc chưa nhập viện thì bác sĩ trực hôm đó trực tiếp có quyền không báo lại với trưởng khoa. Còn bệnh nhân này chưa có hồ sơ nhập viện, với lại bác sĩ Trung cũng đâu phải là người mới đâu. Con không hiểu sao lại để sự việc xảy ra như vậy nữa. Một bác sĩ có đầy đủ kinh nghiệm như cậu, tại sao làm việc tắc trách như vậy? Dạ thưa giám đốc, có thể lúc đó bệnh nhân đã sơ cứu ở nhà và giảm đau, cho nên không thấy dấu hiệu gì bất thường, bác sĩ Trung mới xảy ra sai sót như vậy. Bác sĩ Kim là một bác sĩ, tại sao lại có những lời lẽ chối bỏ trách nhiệm như vậy? Bác sĩ Minh là một bác sĩ, đôi lúc chúng ta cũng phạm phải sai sót, đó là chuyện bình thường mà. Cách biện minh của anh chỉ hợp với những kẻ bất tài, lười nhác mà thôi. Chân của người bệnh ngay từ lúc đầu đã có dấu hiệu bất thường, cần phải nhập viện và theo dõi từ 36 tới 72 giờ, coi tình hình biến chuyển ra sao để điều trị nữa. Bác sĩ Trung đã không làm như vậy. Theo kết quả cho thấy,
Bệnh nhân này đã bị hoại tử chân phải, tắc động mạch, kheo phải, chấn thương gối. Phương pháp điều trị hiện nay chỉ còn cách là phẫu thuật cắt cục 1/3 dưới đùi phải, nếu không bệnh nhân sẽ nguy cơ đến tính mạng. Nếu ngay từ đầu bác sĩ Trung chẩn đoán kỹ, chúng ta đã có những biện pháp chữa trị kịp thời, thì bệnh nhân này đã không phải bị hoại tử và không thể nào bị cắt chân được. Sự chẩn đoán cho bệnh nhân một cách chính xác thì chúng ta có thể cứu được bệnh nhân. Nhưng chỉ một sơ sót nhỏ thôi, chúng ta có thể lấy đi mạng sống của bệnh nhân đó. Thôi đừng có buồn nữa, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Thầy không hiểu sao khi chụp X-quang thì không có dấu hiệu gì bất thường, mà bây giờ là chuyện biến xấu như vậy. Chào chị. Chào trưởng khoa. Tôi tới lấy phim X-quang của bệnh nhân Trần Nhân Tâm. Trưởng khoa tới đây là tôi biết người này khá đặc biệt rồi. Phim X-quang của anh đây. Cảm ơn chị. Ủa, còn phim X-quang này của ai? Sao không kêu họ tới lấy? Của bác Trung đó. Ồ, cũng là chấn thương ở chân hả? Mấy ngày hôm nay toàn là đưa qua chụp hình chân không. Tôi nghe điện thoại. Alo. Ờ, có rồi đó. Ờ, để tôi đem qua cho. À thôi, tôi cũng đi luôn đây. Dạ. Tôi cũng đi luôn. Chào chị. Chào bác sĩ. Cho em lấy bộ hồ sơ chụp X-quang. À đây nè. Dạ. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn chị. Không có gì. Trung, đã đến lúc mày phải rời khỏi đây rồi. Bác sĩ Trung, anh đừng có nên như vậy nữa. Thả lỏng tâm lý ra, nhiều khi xảy ra sự cố như vậy cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đừng để tâm lý ảnh hưởng tới tinh thần như vậy, mình còn nhiều chuyện khác phải lo lắm. Cậu ta còn quá trẻ, lại là cầu thủ nữa. Nếu như mất chân, không biết cậu ta có chịu nổi hay không đây. Cậu ta sẽ phải chấp nhận điều đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thank you.
Trời ơi, sao cho tôi chết đi trời ơi. Cho tôi sống gì vậy? Cho tôi vợ đứa con tôi đây. Bà ơi, giết con đi bà ơi. Con không sống nữa bà ơi. Như vậy làm sao con đi làm hả ba? Chuyện đâu còn có đó mà. Bà để cho con chết đi bà ơi. Bà ơi, con cố gắng làm nghỉ để dưỡng sức. Không còn được sống nữa bà ơi. Để con chết đi bà ơi. Cái giò của tôi là giò đá banh mà như vậy thì làm sao đây? Bình tĩnh đi con. Ba ơi, ba con muốn chết. Được. Anh bình tĩnh đi. Hả? Anh ra ngoài đi. Để tôi coi vết mổ cho. Giữ sức khỏe đi con. Cậu bình tĩnh đi. Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà. Ba. Bây giờ cậu cố gắng nằm nghỉ đi. Từ từ vết thương sẽ bình phục thôi. Cố gắng uống thuốc nha. Chăm sóc nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà, thôi mà con, bà biết rồi. Thôi mà, con cố gắng nằm nghỉ đi. Để ba xuống dưới mua đồ cho con ăn. Hả? Chẳng như vậy ta chết cùng hơn. Nhân danh chẩn đoán nhầm phải cắt chân, đã nhảy lầu tự tử rồi kìa. Tự tử rồi hả? Thôi anh tự liệu đi nha, tôi đi làm đó. Bác sĩ, bác sĩ Thưa giám đốc. Sao, có chuyện gì? Cậu thanh niên bị bác sĩ Trung chẩn đoán nhầm phải cắt chân, đã tự tử rồi. Hả? Người nhà của cậu ta kéo đến tìm bác sĩ Trung để đòi lại công bằng cho con họ. Họ đang ở đâu? Dạ, đang ở phòng trực. Đi theo tôi. Vậy bình tĩnh. Tại mày bình tĩnh đi chị ơi. Con cứu lại đây. Dạ, dạ. Từ từ, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết cho anh. Anh đã quyết gì? Chị bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi mà. Chị ơi, chị ơi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại. Ông là ai? Dạ đây là giám đốc bệnh viện của chúng tôi. Tôi xin các vị hãy bình tĩnh. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Bác sĩ, bệnh viện ông làm chết con trai tôi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy ông giải quyết như thế nào đây? Cho bệnh viện chúng tôi được hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Xét cho cùng thì con trai của hai người có ý tự tử như vậy là do suy nghĩ của cậu ấy quá trẻ, quá nông cạn. Dạ đúng vậy. Chứ bệnh viện chúng tôi không hề giết cậu ấy. Bây giờ dù gì cậu ấy cũng mất rồi. Mọi người có làm gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thể nào sống lại được. Thay vì vậy, mọi người cứ để cho cậu ta ra đi trong bình yên đi. Được. Bây giờ chúng tôi về. Dạ. Nhưng mà các người phải giải quyết vụ này cho sáng tỏ. Dạ. Nếu không hả, là chúng tôi sẽ đưa lên báo để kiện bệnh viện của mấy người đó. Đi ông. Hey. Qua sự việc vừa rồi, tôi quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Trung. Thưa giám đốc, đúng là trong chuyện cậu thanh niên vừa rồi, một phần lỗi là do bác sĩ Trung, nhưng cũng không đến mức phải đình chỉ công tác. Mong giám đốc suy xét lại. Bác sĩ Kim à, anh làm như vậy là làm khó cho giám đốc rồi.
Đúng, tội của bác sĩ Trung không đáng để bị đuổi việc. Nhưng anh nghĩ đi, nếu bây giờ bác sĩ Trung còn ở bệnh viện này thì người nhà của nạn nhân đó sẽ tới đây để quậy phá tiếp. Chưa kể họ đưa những tin đó lên báo đài, có ít sẽ nói thành nhiều. Lúc đó danh tiếng của bệnh viện mình sẽ ra sao? Anh phải nghĩ tới gương diện của giám đốc chứ. Thưa giám đốc, chúng ta có thể tìm cách khác để mà giải quyết. Đâu nhất thiết phải đình chỉ bác sĩ Trung như vậy. Những sai lầm của bác sĩ Trung đã gây ra hậu quả quá lớn. Nếu bây giờ không xử lý nghiêm thì sau này làm sao làm gương cho những y bác sĩ khác được? Với tài năng của mình, tôi nghĩ là bác sĩ Trung sẽ tìm được một công việc tốt ở một bệnh viện khác. Sao rồi, có suy tính gì chưa? Hiện tại tôi cần nghỉ ngơi đã, rồi mọi chuyện tính sau. Tôi có quen một người bạn ở bệnh viện khác, nếu cần á, tôi sẽ giới thiệu qua bên đó. Thôi được rồi, tôi còn nợ cậu nhiều thứ lắm. Lo cái gì, thiếu gì dịp để trả. Có phải trước khi bệnh nhân chết anh có vào thăm khám đúng không? Bác sĩ Kim, anh muốn ám chỉ điều gì? Có phải anh đã nói cái gì đó để khiến cho cậu... Từ đi, chơi thoải mái đi, xong rồi về. Không có gì phải gấp hết, nghe. Dạ. Dạ. Thấy thường quá trời à. Tôi thấy bà còn sốt ruột nôn nóng hơn tôi nói nữa. Ủa, bởi vậy tôi đâu có sống vô tâm nha ông. Con tôi được hạnh phúc như vậy thì tôi phải vui chứ. Chuyện đó là chuyện bình thường chứ ai như ông. Sao bà biết con mấy anh sau này nó sẽ hạnh phúc? Thì tôi thấy là thằng Minh bây giờ nó biết yêu thương vợ nó. Tôi tin chắc nó sẽ là người chồng tốt, người cha tốt. Mà nè, tôi thấy ông chặt dạ quá, mà bảo thủ quá luôn à. Ông không nhìn nhận được cái sự tiến bộ của thằng Minh gì hết trơn á. Lúc trước đúng á là nó có hơi vô tâm thiệt, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Cả ông nữa đó, ông còn hời hợt quá trời quá đất, có hơn gì nó. Nè 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 nè, bà đừng có lôi tôi vô cái chuyện này nha. Thì tôi có sao nói vậy thôi. Tôi thấy bây giờ nó biết nghĩ như vậy, nó thay đổi như vậy, nó quan tâm đến vợ nó như vậy là tốt quá rồi còn gì nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả, chứ không phải là một vài ngày hay là làm một vài việc gì đó là có thể biết kết quả đâu. Đi nhanh đi bà ơi. Biết rồi. Dạ, chào chị. Chào chị. Ừ. Chào, chào chị. Ừ. Em ơi. Cảm ơn anh. Người ta đi rồi, anh còn đứng trông theo làm chi nữa? Em nói vậy là sao? Em nói là Uyển Lan đi rồi, anh còn đứng ngây người ra làm gì nữa? Bộ anh còn si mê cô ta lắm hả? Nè, đừng có nói bậy, tự nhiên kiếm chuyện vậy. Anh mới là bậy đó. Anh nên nhớ Uyển Lan bây giờ là người yêu của Minh rồi nha. Anh đừng có kiếm chuyện với Minh nữa. Bây giờ tôi thích kiếm chuyện, tôi thích gây sự thì sao? Mình bây giờ đã là trưởng khoa, anh quên rồi hả? Với vị trí đó anh nhắm anh có đối đầu được không? Ok, bây giờ thì chưa, chứ không phải là không thể. Trước sau gì tôi cũng đuổi nó ra khỏi cái bệnh viện này à. Cô yên tâm. Chưa quên được cô ta. Được, tôi sẽ làm cho anh phải quên cô ta. Và trong lòng của anh chỉ nhớ đến con Tuyết này thôi.
cậu đó. Cậu chơi xỏ tôi hả? Kêu người đánh tôi hả? Tôi nói cho cậu biết kìa chưa? Tưởng tôi không dám nói hả? Cậu tin không? Cậu tin là tôi sẽ nói cả cái thế giới, cả bệnh viện này cái chuyện mà cậu có gia đình ở xóm củi không? Bà Tám, bà hiểu lầm tôi rồi. Thật sự hôm đó tôi có đem tiền tới cho bà, nhưng mà trên đường xe nó hư, tôi tới không thấy bà đâu hết, thì làm sao mà đưa tiền cho bà được. Cậu á, cậu khôn ranh lắm, nhưng mà không có mặc được con tấm dài đâu nghe chưa. Bà Tám, bà nghĩ sao vậy? Tôi có dám qua mặt bà gì đâu. Hơn nữa bà đang nắm thanh danh của tôi trong tay mà, làm sao mà tôi dám làm chuyện đó. Được rồi, cậu biết vậy thì tốt đó. Nhưng mà bây giờ hả, tụi giang hồ nó đánh tôi đau lắm. Không cần biết là cậu có thuê hay là không có thuê, nhưng mà phải đền bù tổn thất cho tôi. Bây giờ á là phải đưa tiền cho tôi lên gấp đôi. À không, chơi phải chơi cho đáng, đưa gấp ba cho tôi. Sao, được không? Đương nhiên là được rồi, bà Tám muốn gì cũng được hết. Vậy tối nay hẹn chỗ cũ nha. Dẹp đi, chỗ cũ bị đánh đó hả? Đưa liền bây giờ, tiền trao cháu mút. Bà đừng có giỡn mà bà Tám. Bây giờ tôi đâu có đem tiền mặt ở trong tay. Bà cứ gấp như vậy bây giờ tôi lấy đâu ra? Bà cho tôi 2 ngày nha. Số tiền lớn như vậy tôi bỏ trong ngân hàng đâu có bỏ trong thẻ được. Vậy lại hôm nay cuối tuần tôi đâu có rút được. Thôi được rồi, nói cũng đúng. 2 ngày thì 2 ngày. Thời gian và địa điểm tôi sẽ đích thân báo cho cậu nha. Cậu đừng có giở trò nữa. Cậu nhớ đó, lần này mà cậu còn giở trò hả, cậu tin không, cả cái thế giới, cả cái bệnh viện này đều biết là cậu có vợ và sắp có bé, nghe chưa? Tôi biết rồi mà. 2 ngày nhớ đó. Bây giờ tôi đi được chưa? Được rồi, đi đi. Ê khoan, tôi có ý gì vậy? Thường thường có câu ca dao tục ngữ người ta nói là nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Khỏi cần hẹn địa điểm ở đâu hết, đúng 2 ngày vẫn là chỗ cũ. Ok. Lần này mình khôn hơn lần trước rồi. Lời nói không có linh, phải có thực hành nó mới linh. Công nhận mà Tám khôn thiệt. Ở bắt máy đi. Mày đâu rồi? Bắt máy đi. Trời ơi, trong lúc khó khăn này mà nó chờ nó bỏ chạy luôn. Nó không Trời ơi, cái thằng này. Trời ơi, tại sao nó bắt máy vậy? Alo, cậu đâu rồi? Sao sáng giờ tôi không thấy cậu vậy? Tôi vừa phẫu thuật ra. Bây giờ anh đang ở đâu? Đi ra cổng sau. Phía cổng sau. Đi thẳng vô. Trời ơi. Đi. Sao thấy quen quen vậy ta? Không sao đâu. Ổn rồi đó. Gọi cho cậu không có được. Tôi cứ tưởng là cậu trốn rồi chứ. Chỗ quen biết chứ. Anh được hết sáu. Tôi còn nhờ cậy anh nhiều mà. Được rồi, cảm ơn cậu nha. Thôi đi đi.
Thằng nhóc này là em của Hùng chó lửa. Hùng chó lửa cũng là một tay anh chị có số má trong giang hồ đó. Nghe đâu thời gian vừa qua hắn bị trọng thương, được đưa vô bệnh viện Á Châu. Một bác sĩ trong bệnh viện đã giúp nó, cho nên là thoát được sự truy nã của công an. À, đúng là người đây rồi. Nhưng mà tại sao hắn lại chụp chung với người mà mình cần tìm vậy? Vậy tại sao mình lại quen thân với hắn vậy? Có biết thằng này không? Thằng này hả? Hùng chó lửa. Sao biết nó hay vậy? Không có. Thằng này nó là một tay anh chị của băng đảng khác, cũng đáng gờm lắm. Cậu mà không giữ. Bác sĩ Minh, tôi biết là cậu học cao nên chắc cũng có từng nghe câu là chơi dao cũng có ngày bị đứt tay, đúng không? Anh nói nhăng nói cùi gì vậy bác sĩ Kim? Chắc là dạo này công việc nhiều quá, bị stress rồi đâm ra nói nhảm phải không? Tôi không biết là tôi có bị stress, đâm ra tôi nói nhảm hay không. Nhưng tôi chỉ biết một điều là chơi theo kiểu xã hội đen thì cũng sẽ có một ngày bị xử theo kiểu xã hội đen. Có thể cái vết chém không phải trên tay, trên người, mà trên cổ thì sao ta? Như vậy anh cũng đã biết tầm cỡ mối quan hệ của tôi là như thế nào rồi. Nên biết vị trí của mình đang ở chỗ nào. Muốn yên thân làm tốt công việc của mình ở đây, tốt nhất đừng có xen vào chuyện của người khác nhiều. Nè, cậu đừng đắc ý. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra được bằng chứng để vạch mặt cậu. Đừng có hù tôi. Tôi sẽ đợi. Anh phải nghe lời em, anh phải kiên nhẫn. Đối với mình á, anh không thể nôn nóng, không thể đối đầu trực diện với anh ta được đâu. Càng không thể cho anh ta biết những gì anh đang biết và đang tìm hiểu về anh ta. Anh nên nhớ là anh ta có thể làm bất cứ việc gì, kể cả việc giết người đó. Anh biết rồi. Cậu yên tâm đi, khu vực này là tôi bao hết rồi, không có người lạ nào dám vô đây đâu. Đây. Lại là bà ta. Cái bà này đúng là không biết ăn ở an phận. Lần này cậu muốn bán sao? Cho bà vĩnh viễn không thể nào bếp xếp chuyện của tôi. Ok. Ủa, anh hai. Anh hai qua thăm tụi em hả? Hai đứa định đi đâu vậy? Em đưa mấy anh đi khám thai, sẵn chở mấy anh đi ăn luôn. Em làm như vậy phải đó. Dù có bận rộn cỡ nào đi nữa cũng phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình vợ con. Em biết mà, thôi tụi em đi nha. Mình đi với em. Bà Tám hả? Sao nợ hoài không trả bà? Để tôi gọi tôi đòi hoài vậy. Bà định trốn hả? Bà quên tôi hả? Trời ơi, tôi mới trả được phân nữa đó. Đồ vô dữ vậy cha. Nè, có người đến đem tiền cho tôi đó. 15 phút nữa đem tiền qua trả hết nợ. Tôi sẽ ráng đợi. Lại hứa hoài. Bà Tám. Nè, người bởi thằng Minh đem tiền đến phải không? Bà muốn lấy tiền phải không? Chứ còn gì nữa. Lâu lắm quá. Hãy
Trời đất ơi, chết rồi ông ơi. Hả? Ông ơi, có chuyện gì vậy ba? Hả? Trời ơi, có chuyện bà rồi. Ngồi xuống đây, có chuyện gì? Chuyện gì vậy má? Bà Tám á. Bà Tám bà sao? Bà Tám bà chết rồi. Hả? Hả? Cái gì? Ủa sao bà Tám chết? Ôi. Sao bà tự nhiên chết? Bà Tám bị sao vậy má? Trúng gió hay là bị đột quỵ vậy? Không có trúng gió gì hết á. Bà bị giết. Hả? Bị giết? Đúng rồi. Trời ơi. Mà nè, nghe nói á là bà đánh bài gì đó xong thiếu nợ, xong rồi á người ta đòi nợ bà, xong rồi giết luôn vậy đó hả? Nhà mình có chuyện gì mà xôn xao vậy ba má? Anh ơi, bà Tám hàng xóm của mình bị người ta giết rồi. Trời đất, vì sao bị giết? Thì đó, thiếu nợ gì đánh bài đó nên bây giờ bị giang hồ nó giết đó. Trời ơi, ghê quá à. Tôi nghe tôi hết hồn luôn vậy đó. Cũng tốt, cứ để cho mọi người nghĩ bà ta chết rồi sao ở đây đòi nợ. Ủa, mấy ngày nay con có gặp bà Tám ở trong bệnh viện không? Dạ không. Một ngày ở bệnh viện, bệnh nhân ra vô biết bao nhiêu người, con không để ý hết. Với lại con cũng chỉ nghe mẹ anh với lại ba má kể về bà ta thôi. Con chỉ gặp bà ấy nói chuyện xã giao vài lần à. Nói chung là thằng Minh nó được cái tính đó. Nó học cao, nó hiểu rộng, mà nó còn là bác sĩ nữa. Bởi vậy nó giỏi ba cái vụ mà chăm sóc bà bầu lắm. Trời ơi, thấy phát ham luôn vậy hả? Nó quan tâm chăm sóc hả? Ừ. Ở nhà thì khôn khéo. Trời ơi, ở ngoài thì ba lanh lắm. Ủa, ý chị là sao? Ý của tôi nói là cũng có nhiều kẻ là ý mình học cao hiểu rộng á, nhưng mà thật sự là còn mưu mô xảo quyệt hơn những kẻ không có học nữa đó. Tại sao hôm đó bà Tám lại hỏi thăm thằng Binh? Bà lại còn nói bóng nói gió về mấy người học cao, rồi nói là con mấy anh thật là tội nghiệp. Chỉ là sao? Thiệt tình, tôi không ngờ luôn vậy đó. Vào trong đêm. Sao mà lẹ dữ vậy không biết nữa. Mới mấy bữa đi qua đi lại đây. Bây giờ tôi còn run tay run chân đây nè. Thôi tôi đi vô đây. Thấy ghê quá à. Đi anh. Em mới đổi qua căn hộ này đó hả? Căn trước chủ nhà lấy lại cho nên em mua căn này. Căn này em mua trả góp đó anh. Rồi khi nào em định đưa mẹ con mấy anh lên đây? Em cũng muốn lắm nhưng mà cô ấy chưa có chịu. Với lại em thấy để cô ấy ở cùng ba má cũng sẽ hay hơn. Ừ, ít nhất có người bầu bạn, hay là cần cái gì cũng có người bên cạnh cổ. À, hay là anh lên đây ở chung với em luôn đi. Trời, em biết tánh anh mà. Anh thì thích cái thời gian nó thoải mái tự do hơn. Mấy cái chỗ như vậy không thích hợp với anh đâu. Nghe nói dạo này em thường xuyên về thăm và quan tâm tới mấy anh, nghe anh cũng mừng đó. Hôm nay em được nghỉ à? Đâu có, em được nghỉ buổi sáng thôi, chị em phải đi làm rồi. Alo. Vậy hả? Anh tới liền. Làm sao bây giờ đây? Định rủ anh ở lại ăn cơm chung với em, mà bệnh viện mới gọi kêu về bệnh viện có ca mổ gấp rồi. Em cứ đi đi, anh ghé thăm em một chút rồi anh đi liền mà. Thôi anh đi trước nha. Dạ. Em cứ lo công việc đi. Trước đây tôi và bà Hằng có cùng Hùng mua chung một mảnh đất lớn. Đây bà ấy mất đột xuất. Tôi muốn nhờ công ty của anh chuyển tất cả phần của bà Hằng sang cho tôi. Cố gắng lách những điều rườm rà về mặt pháp lý giấy tờ có liên quan tới bà Hằng. Anh muốn trở thành chủ sở hữu khu đất này một cách hợp pháp, có đúng không? Cố gắng giúp cho tôi vô đây. Nếu thành công, tôi sẽ bồi dưỡng cho anh thêm. Ok, có gì tôi sẽ báo anh. Cũng nhờ có bà ấy mà mình mới có được cuộc sống đầy đủ như hôm nay. Ê,
Má ơi, mẹ ơi, cái gì đây? Cái thẻ nhớ này là của ai vậy? Thôi được rồi, nói cũng đúng. Hai ngày thì hai ngày, thời gian và địa điểm tôi sẽ đích thân báo cho cậu nha. Cậu đừng có giở trò nữa. Cậu nhớ đó, lần này mà cậu còn giở trò hả, cậu tin không, cả cái thế giới, cả cái bệnh viện này đều biết là cậu có vợ và sắp có em bé, nghe chưa? Tôi biết rồi mà. Đúng là nhà má mất. Chẳng lẽ thằng cha bác sĩ đó có dính dáng về cái chết của má sao? Con sẽ bắt kẻ giết má phải đền mạng. Anh nghe đây. Gì nữa? Cho tôi hỏi là lịch ngày mai tới lượt ai trực vậy? Cái đó bác sĩ Minh nên hỏi bên phòng nhân sự. Tại sao lại hỏi tôi? À, xin lỗi, tôi quên. Giờ này công việc nhiều quá cho nên tôi có vấn đề. Em, sao mà lâu quá vậy? Làm cho anh đợi sốt ruột muốn chết luôn vậy đó. Vậy ăn anh gì chưa? Nếu chưa ăn thì bây giờ mình đi ăn nha. Sao anh nói có công việc cần bàn với em? Không có gì quan trọng bằng sức khỏe của em hết. Nhìn cái mặt em kìa, yếu xìu như vậy là biết đang buồn bực trong người đúng không? Thì em mới vừa cãi nhau với lại Diệt Linh, tức muốn chết vậy đó. Biết liền à. Thôi được rồi, bây giờ đi với anh. Anh dẫn em tới chỗ này, bảo đảm em sẽ không bao giờ còn buồn bực nữa. Đi đâu? Cứ đi với anh rồi sẽ biết. Đi. Thôi mình ăn đi. Rồi. Nhìn đồ ăn thì ngon thiệt. Anh cảm ơn em nha. Mà anh chưa muốn ăn, em ăn trước đi. Rõ ràng là anh đang buồn chuyện gì mà anh giấu em phải không? Bộ anh không tin em hả? Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Hồi nãy em đi mua đồ ăn, em thấy ông Minh với bà Lan đi vô đây á. Hai người đó em không hiểu sao lúc nào cũng thích làm trò mèo như vậy hết. Hình như hai người này thích chọc gan người khác lắm hay sao á. Nếu mà thích thể hiện vậy á, sao không phát trực tiếp lên Facebook luôn đi, cho mọi người, cho cả thế giới này biết là mình đang yêu nhau. Lúc đó em hứa là em sẽ share nhiệt tình luôn đó. Cứ kệ người ta đi. Chuyện tình cảm của người ta, người ta muốn thể hiện sao thì kệ người ta. Anh nói hay vậy, sao anh buồn? Cảm giác của em sao? Lúc trước á thì em cũng buồn, nhưng mà bây giờ em đã có mối bận tâm khác rồi.
Em không có hơi đâu mà để tâm đến những người không đáng như vậy. Mà nè, anh cũng nên tập giống em đi. Ok, anh sẽ cố. À, nghe em nói về xong anh cảm thấy đói bụng quá. Vậy ăn đi. Nè. Ok. Oh, đồ ăn ngon à. Ăn đi. Sao vậy? Ngồi đi em. Vô đây là thăm người nhà hay là đi khám bệnh vậy? Có cần chị giúp gì không? Có bác sĩ mình ở đây không? Bác sĩ mình chưa tới.
Em là gì của bác sĩ Minh vậy? Tôi là người quen của ổng thôi, tiện thể đi ngang hỏi thăm ổng vậy thôi à. Nếu mà em không có bận gì thì em ngồi đây đợi chút xíu nha. Bác sĩ Minh chừng khoảng một tiếng nữa mới tới. Bây giờ chị đi làm việc đây. Hả? Bộ quen biết với tụi giang hồ hả? Không dám đâu. Người này nói là quen với bác sĩ Minh, chờ bác sĩ Minh tới đó. Em. Ừ? Nghe nói em tìm bác sĩ Minh hả? Có chuyện gì không? Anh chuyển lời cho. Cảm ơn anh nha. Tôi có bị gì đâu mà không tự đi nói chuyện với ông được. Em đừng có hiểu lầm. Tại vì hôm nay á, bác sĩ Minh không có đi làm. Mất công em đứng chờ được không được gì hết. Vậy mà cô y tá kêu tôi đợi ở đây, đúng là cả chớn thiệt. À em ơi, không lẽ em không cần anh nhắn gì cho bác sĩ Minh hết hả? Ngày mai tôi đến tìm ông tiếp. Khoan, em cho anh số của em đi. Có gì em cứ gọi trực tiếp cho anh. Tại vì dù sao đi nữa anh cũng làm chung khoa với bác sĩ Minh mà, chuyển lời sẽ dễ hơn. Ồ, khoan. Hả? Chờ anh chút. Anh làm gì vậy? Lưu số phải lưu hình chứ. Ok, cảm ơn. Mà nhớ mặt tôi đó. Trời ơi, anh xin số những người đó làm chi vậy? Nhìn cậu ta là biết không bình thường rồi, là người không đàng hoàng đó. Vì thằng này á, không chừng nó đang giữ bí mật gì đó của bác sĩ Minh, phải khai thác nó chứ. Ừ. Dám ơi. Cảm ơn. Thằng nhóc này hả? Ừ. Muốn tôi xử sao với nó? Điều tra lý lịch nó được rồi, càng cụ thể càng tốt. Nhưng mà nhớ là đừng có cho ai biết, hiểu chưa? Làm việc với tôi lâu như vậy mà còn không biết tính tôi à? Yên tâm, 3 ngày sau có kết quả. Ok. Nè, nhớ đúng ngày nha. Yên tâm, biết thằng Bảy Niễn này rồi mà. Ok. À, bác sĩ Minh. Có chuyện hồi gì? Hồi sáng có một thanh niên tới bệnh viện để tìm anh đó. Đây là người nhà của bệnh nhân nữa chứ gì, không có gì quan trọng đâu. Nhưng mà anh ta trông giống như là xã hội đen vậy đó. Cậu ấy nói với em tới đây kiếm bác sĩ Minh, mà có vẻ như là giận dữ chuyện gì dữ lắm đó. Vậy thì lại càng không đáng bận tâm. Nếu sau này có ai hỏi như vậy nữa thì cô cứ mặc kệ nha. Nhìn thái độ của anh ta có vẻ bồn chồn chuyện gì đó. Em nghe thấy có mùi mờ ám ở đây rồi nè. Cây kim trong bọc cũng phải có ngày nó lội ra thôi. Là ai vậy ta? Không lẽ là hùng chó lửa? Mà chắc không phải, vì tên đó đã nói chừng nào cần thì sẽ gọi thẳng cho mình, chứ không cần thiết phải sai ai tới tìm. Hay là có người đã biết chuyện mình từng hợp tác với hắn ta sao? Anh. Ờ. Em ngồi đi. Có chuyện gì mà sao nhìn mặt của anh căng thẳng quá vậy? Đâu có gì, chỉ là công việc thôi.
Anh tận tụy với bệnh viện như vậy làm em rất là vui và an tâm. Không lẽ anh càng làm việc tới kiệt sức thì em mới vừa lòng hả? Ác quá vậy. Không phải, ý của em á có nghĩa là sự lựa chọn của em là không sai khi đưa anh vào vị trí trưởng khoa này. Em về phòng trước đi, xong việc rồi anh sẽ qua đưa em đi ăn. Chờ nửa tiếng nữa thôi nha. Dạ. Hôn anh miếng coi. Em đi đi. Bệnh nhân ở phòng K6 do bác sĩ Khiêm phụ trách ca mổ hiện tại bây giờ không được ổn lắm. Bác sĩ tới thăm và khám vết mổ lại đi. Nhớ kiểm tra cho cẩn thận, đừng có để bệnh viện mang tiếng thêm một lần nào nữa đó. Tôi biết rồi. Thằng này là thằng Tý, đàn em của Tùng Chùa, khu xóm Củi. Ông già nó chạy xe ôm, còn bà già nó thì nghiện cờ bạc như là nghiện xì ke. Nó có tiền án tiền sự gì không? Tiền án tiền sự gì? Này là mấy thằng nhóc lơm cơm mới vô đó mà. Làm đàn em của thằng Tùng Chùa, làm tà lọt cho mấy thằng lớn hơn xây giặt thôi. Hả? À, có cái là bà già nó mới vừa mất, cho nên là nó bỏ nhà đi luôn rồi. Nói vậy thì thằng nhỏ này có liên hệ gì với Tinh Minh? Nó tìm đến làm gì chứ? Chẳng lẽ mẹ nó được đi cấp cứu ở Á Châu và Tinh Minh là bác sĩ đứng ca lúc đó sao? Tao nói tao không có làm gì hết, đừng có đặt chuyện tới đây kiếm lợi từ tao nha. Vậy anh có dám thề là anh không có dính dáng tới cái chết của má tôi không? Nếu như mà anh nói sai á thì anh chết bên xác đi. Em trai, em lấy cái quyền gì khiến anh phải thề? Có điều anh không làm gì liên quan tới cái chết của mẹ em hết, chỉ vậy thôi. Vậy thì tôi cũng nói cho ông nghe rõ nè, tôi có đoạn ghi âm nói chuyện giữa má tôi và ông ngay cái ngày mà ông đi giao tiền cho bả đó. Vậy ra cậu định mang cái đoạn ghi âm đó để ra uy hiếp tôi hả? Tôi không cần gì hả ông, mắc gì tôi phải uy hiếp? Cái tôi cần là mạng đền mạng kìa. Bác sĩ hẹn gặp bệnh nhân là cái chuyện hết sức là bình thường. Chẳng lẽ hễ ai gặp mẹ cậu ngày hôm đó cũng đều là hung thủ giết chết mẹ cậu hay sao? Cái đó tôi không cần biết. Thì tôi cứ đưa đoạn ghi âm đó cho bên công an, họ sẽ làm rõ. Tôi đoán có phải không nha? Nếu thật sự cậu muốn á, là cậu đã đưa cái đoạn ghi âm đó cho công an rồi, đâu có cần tới đây để gặp tôi, đúng không? Cái tôi cần ở đây á là ông tự ra đầu thú kìa. Tôi không hại mẹ của cậu, bắt chứng gì tôi phải ra đầu thú? Tôi nói nghe, thay vì mình làm những chuyện không có kết quả, cậu nên suy nghĩ về tương lai của mình thì hơn. Ý ông nói vậy là sao? Mẹ cậu đã chết rồi, bây giờ cậu có làm gì thì bà ấy cũng không sống lại được đâu. Thay vì phải mất thời gian tìm ra nguyên nhân về cái chết của bà ấy, thì cậu hãy suy nghĩ làm sao để mà đổi đời đi. Đó mới là cách báo hiếu thiết thực nhất để làm cho bà ấy yên lòng để chín suối. Nếu có cần gì á, cứ gọi cho tôi nha. Dù gì cô Tám cũng là người quen của tôi.
Dạ thưa chú. Chú cho con hỏi đây có phải là nhà của cô Tám không chú? Bà chết rồi, tìm bà làm gì? Bây giờ mà có tới cào nhà tôi cũng không có tiền đâu mà tôi trả. Dạ chú đừng có hiểu lầm. Thật ra con biết là cô Tám mới vừa qua đời, nên con tới đây để thắp một nén nhang. Chú cho con vô thắp nhang cho cô Tám nha. Dạ cảm ơn chú. Mà cậu là ai? Mà cậu biết con vợ của tôi? Nhìn cậu đâu có giống như người lao động cực khổ giống như vợ chồng tôi. Dạ con là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện mà cô Tám hay dẫn người quen tới khám. Con thấy cô cũng vui vẻ nhiệt tình nên con mến. Ủa ai vậy ba? Má mày làm môi giới cho bệnh viện hồi nào vậy? Nên bà chết mà bác sĩ phải tới để đốt nhang. Anh ở bên bệnh viện Á Châu hả? À, đúng vậy. Cô Tám có hẹn đưa người quen đến gặp anh để khám bệnh. Mà lâu quá anh không thấy, cho nên anh tìm tới đây. Làm sao biết nhà tôi mà tới? Thì mấy người quen mà cô Tám dẫn đến á, chỉ tôi tới đây. Không ngờ mới gặp cô Tám đây mà cô Tám đã mất rồi. Thắp nhang xong rồi đó, sao anh chưa đi đi? À, cậu đi tới đây bằng gì? Dạ taxi. Thôi khỏi, để tôi chở cậu đi. Kim cuốc xe, sáng giờ không có cuốc nào hết. Dạ. Tôi nghe nè, gì vậy? Chú Tám hả? Chú qua chở tôi đi liền được không? Được, tôi đang rảnh mà. Rồi, đi liền phải không? Rồi, tôi tới liền. Thông cảm nha, tính chở cậu đi mà bây giờ khách quen điện, tôi bỏ không có được. Dạ. Cậu đi taxi đi nha. Dạ, không sao đâu chú. Cậu ở nhà chơi ha. Dạ. Tôi đi à. Dạ, chào chú. Ba đi cẩn thận nha ba. Ở nhà nghe mày. Dạ. Thật ra anh tới đây vì chuyện gì? Tôi dám chắc là anh không tới đây để thắp nhang cho má tôi đâu. Mấy người cậu sang như anh á, làm sao mà quan tâm đến những người nghèo khổ như chúng tôi được? Tất cả những gì anh nói đều là sự thật, tin hay không là tùy em. Nhưng có một điều anh muốn nhắc cho em nhớ, đừng quá thân thiết với bác sĩ Minh. Người đó không đáng tin đâu. Anh đã biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và ông Minh mà anh khuyên. Thực ra ở bệnh viện á, anh có thấy em đến tìm bác sĩ Minh, chốn thanh thiên bạch nhật như vậy, em giấu được cái gì? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh định đem tôi ra để làm vũ khí để giải quyết thù hằn của hai người hay sao? Nè, em đừng hiểu lầm. Thật ra thì anh thấy cô Tám là một người dễ mến, cho nên anh muốn giúp gia đình của em để tìm lại được công bằng mà thôi. Ok. Tôi muốn nói chuyện với anh gấp. Gặp tôi ngay, không anh sẽ hối hận. Sao vậy? Thì sao kêu anh ra đây mà không nói năng tiếng nào hết vậy? Anh còn nhớ là lần trước anh hứa giúp tôi những gì? Thì em đã gọi anh ra đây, anh hiểu ý của em mà.
Vậy thì anh nói kế hoạch của anh cho tôi biết đi. Nhưng trước tiên, anh muốn biết là em đang giữ bí mật gì của bác sĩ Minh. Anh chỉ cần biết tôi đang nắm thóp của ông Minh là được. Nhưng những điều đó có gây áp lực được với nó không? Mình có điều khiển được nó không? Cái đó mới là điều quan trọng. Nhưng bây giờ tôi không muốn nói cho anh biết. Sao vậy? Vẫn chưa tin tưởng nhau à? Nếu như anh muốn tôi nói cho anh biết thì anh phải hiện tâm ý của anh cho tôi thấy đi. Hay. Hay à. Ok. Cậu phải nhớ là bác sĩ Minh rất sợ mất danh tiếng và uy tín của mình, tại vì nó đang quen với con gái của giám đốc bệnh viện. Cô ta tên gì? Nguyễn Lan.